Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây, hãng phân tích quốc phòng độc lập Global Firepower đã công bố bảng xếp hạng sức mạnh quân sự mới nhất của năm 2021, qua đó đánh giá sức mạnh quân sự của 138 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, trang thông tin chuyên ngành hàng không uy tín hàng đầu thế giới flyglobal.com mới đây cũng đã công bố báo cáo thường niên mang tên Không quân thế giới năm 2021 World Air Forces 2021. Năm nay, sức mạnh quân sự của Việt Nam được xếp 24 trên thế giới, giảm 2 bậc so với năm 2020. Ba vị trí hàng đầu trên thế giới vẫn không thay đổi trong nhiều năm nay trên bảng xếp hạng của GFP 2016 là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ở khu vực Đông Nam Á có 9 nước được xếp hạng, theo đó Indonesia đứng đầu với 0,2697 điểm, Việt Nam đứng thứ hai với 0,4204 điểm. Thái Lan xếp sau Việt Nam ở vị trí thứ ba với 0,4444 điểm. Myanmar đứng thứ tư với 0,6548 điểm. Singapore đứng thứ năm với 0,6946 điểm. Malaysia với 0,7482 điểm xếp vị trí thứ sáu. Philippines với 0,8237 điểm xếp thứ bảy. Campuchia xếp thứ 8 với 2,2653 điểm. Xếp thứ 9 là Lào với 3,2776 điểm. Brunei và Đông Timor không có trong bảng xếp hạng. Chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu được Global Firepower GFP xếp hạng dựa vào hơn 50 chỉ số không tính trừ vũ khí hạt nhân, chủ yếu là dân số, diện tích, số lượng vũ khí, ngân sách quốc phòng, nguồn nhân lực, giao thông, việc tiếp cận các tài sản chiến lược, nguồn nhiên liệu và điều kiện kinh tế hiện tại. Theo bảng xếp hạng GFP 2021, Việt Nam với dân số 98,72 triệu dân có lực lượng quân sự 482,5 ngàn quân nhân thường trực và khoảng 5 triệu 040 nghìn quân nhân dự bị thuộc loại lớn nhất thế giới. Về trang thiết bị quân sự, báo cáo của Global Firepower cho biết, không quân Việt Nam có 247 máy bay, trong đó 75 máy bay chiến đấu, 39 máy bay vận tải, 30 máy bay huấn luyện, 99 trực thăng và 25 trực thăng chiến đấu. Trang thiết bị lục quân, Việt Nam có 2.155 xe tăng, 5.500 xe bọc thép, 100 pháo tự hành và 1.120 pháo xe kéo cùng với 810 hệ thống tên lửa. Về hải quân, Việt Nam có tất cả 65 tàu, trong đó 9 tàu hộ vệ tên lửa, 14 tàu tấn công nhanh, 6 tàu ngầm, 26 tàu tuần tra cùng 8 tàu quét mìn. Ngân sách quốc phòng năm 2021 của Việt Nam theo Global Firepower là 6,39 tỷ đô la Mỹ. Hãng tin AEC News Today nhận định, với lịch sử lâu dài chống ngoại xâm và từng đánh bại các cường quốc quân sự thế giới như Pháp, Mỹ, Trung Quốc, quân đội Việt Nam tiếp tục là lực lượng đáng nể trong khu vực. Trước đây, GFP xếp Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á, mãi đến năm 2014 mới bị Thái Lan qua mặt và năm 2016, Việt Nam đã lấy lại vị trí này ở thứ hạng 17, năm đó Thái Lan xếp thứ 20. Ngoài bảng báo cáo xếp trên của Global Fire Power thì mới đây, trang thông tin chuyên ngành hàng không uy tín hàng đầu thế giới flyglobal.com mới đây đã công bố báo cáo thường niên mang tên Không quân thế giới năm 2021, World Air Force 2021. Trong đó cập nhật những thống kê nóng hổi nhất về vũ khí trang bị của gần như tất cả các lực lượng không quân trên thế giới. Đáng chú ý là trong báo cáo mới nhất này cho thấy không quân Việt Nam có bước phát triển đột phá lớn với một dòng chiến đấu cơ mới đã được đặt mua từ Nga và sắp bàn giao để đưa vào biên chế trang bị, xứng tầm của một trong những quân binh chủng mũi nhọn được ưu tiên mua sắm vũ khí mới theo định hướng tiến thẳng lên hiện đại. Các thống kê của Fly Global có thể không thật chính xác so với thực tế, tuy nhiên được coi là dữ liệu tham khảo tương đối có giá trị. Không quân Hải quân Báo cáo Không quân Thế giới năm 2021 World Air Forces 2021 của Fly Global đề cập khá chi tiết về biên chế trang bị của các lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bao gồm cả không quân thuộc quân chủng phòng không không quân và không quân hải quân thuộc quân chủng hải quân trước đây toàn bộ các máy bay có khả năng bay biển đều do quân chủng phòng không không quân quản lý còn quân chủng hải quân chưa có không quân của riêng mình tuy nhiên gần đây đã có bước đột phá lớn khi lần đầu tiên hải quân nhân dân việt nam sở hữu lực lượng không quân độc lập theo báo hải quân thuộc quân chủng hải quân trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa của đất nước cùng với sự phát triển của lực lượng hải quân Tháng 9 năm 1984, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn Không quân Hải quân 954, nay là Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 thuộc Quân chủng Không quân. Trung đoàn Không quân Hải quân 954 có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân làm nhiệm vụ tác chiến trên biển, trinh sát chống ngầm trên cơ sở trang bị kỹ thuật hiện có, tổ chức phục vụ chiến đấu, vận chuyển đổ bộ chiến thuật vận chuyển khí tài quân sự và các trang thiết bị khác, bảo đảm cho bộ đội ở các đảo và làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Năm 1988, Trung đoàn Không quân Hải quân 954 được tiếp nhận những chiếc trực thăng săn ngầm K-28 do Liên Xô sản xuất. Tiếp đó, từ năm 1990 đến năm 2013, được giao nhiệm vụ mới phức tạp, nặng nề hơn với nhiều chủng loại máy bay được trang bị như K-28, K-32, Mi-8, Mi-17. Tới năm 2013, Trung đoàn Không quân 954 được nâng cấp thành Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 và được điều chuyển từ Quân chủng Phòng không Không quân về trực thuộc Quân chủng Hải quân. Từ đây Hải quân Nhân dân Việt Nam chính thức có lực lượng không quân của riêng mình để thực hiện các nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát, tuần thám, chỉ thị mục tiêu, chuyển tiếp chỉ huy cho các lực lượng, tác chiến chống ngầm, làm nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế chi viện cho các đảo, nhà dàn tìm kiếm cứu nạn trên biển, dịch vụ du lịch thương mại, phục vụ khảo sát, nghiên cứu biển, thăm dò dầu khí và khai thác nuôi trồng thủy hải sản và các nhiệm vụ khác khi có lệnh. Theo thống kê của Fly Global trong báo cáo World Air Forces 2021, Không quân Hải quân Việt Nam hiện đang có trong trang bị 3 máy bay tuần thám biển DHC-6 Guardian 400, MPA 3 máy bay vận tải thủy phi cơ DHC-6 Guardian 400, 2 trực thăng H-225M EC-225 và 8 trực thăng săn ngầm K-28. Không quân Việt Nam đột phá lớn. Theo báo cáo World Air Force Base 2021 mới công bố, số lượng máy bay hiện có của không quân Việt Nam gồm cả tiêm kích, tiêm kích bom, trực thăng, huấn luyện và vận tải đều không có sự thay đổi nào đáng chú ý. Tuy nhiên, Fly Global đã ghi nhận một bước phát triển mới của không quân Việt Nam khi đưa vào thống kê 12 chiếc máy bay tiêm kích nhẹ kiêm huấn luyện phản lực Yak 130 mà chúng ta mới ký hợp đồng từ Nga. Trong số liệu của báo cáo, 12 chiếc Yak 130 này được ghi chú là đã đặt mua order tương đồng với những thông tin mà truyền thông Nga và một số báo lớn của Việt Nam đã đưa tin về hợp đồng mới này vào đầu năm 2020. Hiện chưa rõ thời hạn những chiếc máy bay tiêm kích nhẹ kiêm huấn luyện phản lực Yak-130 bao giờ sẽ được phía Nga chuyển giao cho Việt Nam. Nhưng theo thông lệ, kể từ khi ký hợp đồng tới khi hoàn thành sản xuất, bay thử nghiệm thu và tiến hành giao hàng lô đầu tiên sẽ thường mất khoảng 2 năm. Yak-130 được đánh giá là một trong những loại máy bay huấn luyện phản lực đa năng hiện đại nhất thế giới, được không quân Nga tin dùng và nhiều quốc gia khác trên toàn cầu đặt mua. Ngay tại Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, trước đó đã có Lào và Myanmar sở hữu dòng máy bay này. Về các loại máy bay hiện có của Không quân Việt Nam, được Fly Global thống kê như sau: máy bay chiến đấu, 34 tiêm kích bom Su-22, 41 tiêm kích Su-27, 30 Su-27SK, UBK và Su-30MK2. Máy bay chuyên dụng, 1 chiếc An-28M28, MPA máy bay vận tải 30 An 26, 3 C295, 3 NC212I, trực thăng vận tải và trực thăng vũ trang 2K32, 87 Mi 8, 17, máy bay huấn luyện 25 N39, 5 Su 27 và 12 Yak 130 đang đặt mua. Fly Global là một trong những ấn phẩm hàng đầu thế giới về lĩnh vực hàng không, cung cấp các báo cáo chuyên ngành, báo cáo đặc biệt, thông tin cập nhật và các bài phân tích đánh giá. Một trong những ấn phẩm hàng đầu của Fly Global là tuần san Fly International đã kỷ niệm tròn 110 năm vào năm 2019. Flyglobal.com được đánh giá là một trong những trang tin điện tử chuyên ngành hàng đầu thế giới, được nhiều người trong ngành tin cậy và theo dõi nhiều nhất nhờ tin tức nóng hổi, bình luận phân tích sắc sảo, đa dạng và hấp dẫn.